Đặt tu tố tà phúc kế được một vị nhà thơ cảnh quan vô cùng đẹp đẽ, nơi thờ cũng vô cùng trang nghiêm và thể hiện sự tôn kính của tổ tiên và con cháu. Sau khi làm hoàn thành ngôi nhà thờ này đều không có một cái tiếng hàng ngày mà mọi người luôn luôn ủng hộ quyên góp tiền, người ít người nhiều người